Hôm nay em có nhiều mẫu mới, em lên cả nhà mình xem này. Nhiều mẫu trụ gáo dừa mới nhá. Em quay qua để các bác xem qua. Xong em gửi ảnh qua Zalo cho nhà mình nhá. Nhà mình chịu khó vào Zalo xem giúp em. Trên Zalo em nhiều mẫu, nhiều sản phẩm, nhiều hình ảnh lắm. Số điện thoại liên lạc của em là 0983 185 998. Em mời nhà mình vào xem. Trụ gáo dừa em đã có mã số này, kèm giá tiền này và kích thước. Nên là em mời nhà mình vào xem nó cụ thể hơn. Em gửi ảnh qua Zalo cho nhà mình. Hàng này thì em có sẵn tại xưởng các bác nhé. Hàng có sẵn luôn ạ, giá cả rất là phải chăng nhá. Vài trăm nghìn. Cũng được những cái trụ rất là xinh ạ. Nhiều trụ to đẹp. Chất liệu gỗ kháo, gỗ rất là bền, đanh và dai các bác nhé. Ảnh này là em vừa chụp tại xưởng xong, vừa chụp tại hiện trường đấy. Hàng có sẵn. Các bác cứ vào là em gửi ảnh cho em ship cho các bác thôi. Dễ mua bán, nó hàng to thì các bác cọc cho em một chút để lấy chỗ đi lại thôi. Còn rất nhiều mẫu đẹp các bác. Triệu rưỡi, triệu sáu một con trụ rất to rồi. Đa dạng các loại gỗ cũng như là hàng treo, rất là đa dạng các bác nhé. Bạn này em giao lưu với cả nhà mình giá 50.000 nhá, 50.000 đồng nhá. Cả nhà giúp em là đơn hàng trên 300. Trên 300 em bao ship 50.000 cái đơn đấy thôi các bác nhá. Đây lên thêm một con này nữa. Em sẽ dấp nước để cho các bác nhìn thôi. Nói chung là chỉ dấp nước để cho các bác nhìn là chính rồi. Lên thêm một con này nữa các bác nhá. Cái con này là chất liệu gỗ nghiến này. Đây như ví dụ như cái này đấy, em cũng đã làm một mặt rồi. Đã trà mịn một mặt nhá để lên vân để cho các bác xem đấy. Con này là mã số A49. A49. Bạn này em bán giá là 90.000 đồng nhá. 90.000 đồng nha cả nhà ơi. Em quay rất là gần để cho các bác xem nó được kỹ hơn đấy. Đấy, các bác nhìn thấy cái vân của nó không ạ? Tiếp theo. Lên một con này to này. Đây, cái mặt mà em trà đây. Đây là một mặt này. Còn đây là một mặt nữa này. Đó. Em dắp nút cho các bác xem nhá. Em làm rất là nhanh cho các bác luôn. Vì hàng ngày em vừa mới xẻ về. Hàng ngày vừa mới xẻ về. Đấy, mới chỉ cho nó trà thôi. Chưa tẩy, chưa phun gì cả. Đó, về các bác làm gì thì các bác để cho các bác cái giá rẻ bao ship để về nhà mình dùng. Lên tiếp một con nữa này. Đến khi mà phun này nó sẽ như này các bác nhé. Nhà em đã rửa sạch, làm sạch phần thô. Con này là mã số 53, A53, mã số A53, kích thước là 70 nhân với 56. Bạn này em để giao lưu với cả nhà mình này. Đẹp không ạ? Em giao lưu bạn này với nhà mình giá sẽ là 210.000. 210.000 đồng cả nhà, nhìn rõ cái phần dáng rất là đẹp, 210.000 em bao ship. Đây em để sát để các bác nhìn vân này. Rất là đẹp các bác nhá, hàng em xẻ tấm. Cái này các bác làm tranh hoặc làm biển quảng cáo đều được nhá. Con này thì làm gỗ kháo nha. Chất liệu gỗ kháo. Đây để em xếp. Hầu như cái hàng này em toàn quay một mình thôi, nhưng là các bác cứ xem từ từ hộ em nhá. Thêm một con này nữa đi. Đó. Lớp nước qua là nhà mình nhìn được. Đấy. Bình thường thì nói chung là đưa lên thì nó cũng đã có vân rồi, nhưng mà muốn là để các bác nhìn nó rõ hơn, kỹ hơn. Đấy, kỹ hơn nhá. Có qua này các bác nhìn đúng không ạ? Mã này là mã số A56. A56. Kích thước 60x45. 60x45. Đẹp không ạ? Mã này em giao lưu cả nhà mình 400. Em giao lưu mã này cả nhà mình 400. A56 400.000. Đây nhà mình nhìn này. Hàng xẻ tấm nhá. Đấy, nhà mình nhìn vân giúp em đi ạ. Đó. Em đã đo sẵn kích thước, làm kích thước hết cho các bác. Đây thêm con này nữa, con này hơi nặng. Con này kiểu gỗ nó đặc nên nó sẽ nặng này các bác này. Đó. Nói chung là quay lên như này các bác nhìn nó dễ nhất. Nên con này A52 này. A52 này qua nước, lướt qua nước một cái các bác nhìn nó rõ luôn. A52. Cái này giày 3 các bác nhé. A52. 77 x 38. 77 x 38 nhé mình ơi. Đây mặt sau đây. Em trà mịn một mặt rồi nhá. Các bác lưu ý là cái mặt này phải trà mịn thì nó mới lên vân. Nên các bác yên tâm là em đã trà nhá. 77 x 38, mã số A52. A52. Bạn này em giao lưu với cả nhà mình giá 360.000. 360.000 cả ship. 360.000 cả ship cả nhà nhá. Đó. Liên tiếp một con này to. Rất là đẹp luôn.
Thật sự với các bác những cái con như này không cần phải lên nước luôn, thì các bác nhìn luôn ấy, không cần đâu mà. Thực ra nó rất là đẹp rồi. Nó cái nước của nó, cái vân của nó chắc chắn là đẹp. Như con này thì chắc chắn là đẹp, các bác yên tâm luôn cho em. Kể cả về cái hình dáng của nó này, các bác nhìn này, kể cả về những cái hình dáng nhé. Dáng rất là chanh là bay luôn, đẹp, xịn luôn các bác ạ. Đây mặt sau. Con này kích thước 100 x 56 nhá. Kích thước 100 x 56. 100 tức là 1 mét đấy các bác. 1 mét x 56 là to đấy, không phải bé đâu. Em lên thêm con này nữa này. Con này còn chưa ghi mã cơ. Cái nào mà em chưa ghi mã thì các bác vui lòng giúp em là đọc kích thước, khi mà gọi điện cho em đến đọc kích thước thì nó là chuẩn nhất các bác ạ. Em lên con này có 120.000 luôn này. 120.000, cái này chưa có mã nhá. Kích thước 65 x 43. Yên tâm cứ đọc kích thước cho em mà được, 65 x 43. Con này 120. Đây các bác nhìn này. Đó, nhìn dáng giúp em đi. Đặt ngang dọc nhá. Hàng chanh rất là đẹp, mịn. Nhà mình nhìn rõ không? Đó. Làm biển số nhà rồi là biển quảng cáo hay là các bác thấy là những ở trong các cái người ta làm khung của gương đấy, các thứ đấy các bác. Cái hàng này này, làm tranh chữ, in ấn chữ lên. Lên con thêm con A9. A9 mã số 56 x 35. Nhiều hàng về mới lắm ạ, 56 x 35. 56 x 35. Bạn này em giao lưu với cả nhà mình giá 100.000. 56 x 35, A9 100.000. Giúp em chọn thêm một hai mã nữa đi để cho nó đủ đơn nhá. Tiếp nào. Tiếp lên con này. Hàng bé nhưng vân cũng khá là đẹp các bác ạ. Bạn này có 70.000 thôi, 70.000 đồng đây này. Các bác nhìn này, 70.000 đồng nhá. Đấy, này vân này. 70.000 đồng nhá. Hai mặt đây. Mã số A38, 53 nhân với 53, 53 nhân 53. Đấy là em tính tổng nhá các bác nhá, tính tổng nhá. Chiều hai chiều hai đầu luôn. Các bác không thích cái này em cắt đi cho các bác, nhưng mà ở trong cái khu vực này nó sẽ nhỏ. Bạn này giá 70.000, em giao lưu cái nhà 70.000. Thêm một mã nữa nào. Mã này cũng rất là đẹp. Cái mã này rất là đẹp luôn này. Con này lên đẹp này. Con này cũng chưa ghi mã. Kích thước là 53 x 43. Các bác nhớ kích thước của em là được. Chụp ảnh sang Zalo cho em thì càng tốt. 53 x 43. Đẹp không các bác này? 53 x 43 nhá. Đó. Đây. 53 x 43. Bạn này em giao lưu cả nhà mình giá 160.000 nhá, cả cước cả ship rồi. Vui lòng chọn giúp em thêm mã nữa đi, đủ đơn 300.000 thì em ship đi nó mới. Em có cái lô hàng này. Em xếp ra một thùng các bác ạ. Cái lô này ở trên thùng em đang cân đây thì là 23 cân. 23 cân xem nào. Để em quay cho các bác xem từng bộ nha. Đây này, 23 cân, 23 cục. Giá là 580.000 nhá. Nếu mà các bác mua cả lô này nhá là 580.000 cái thùng này. Là 23 cân chưa đóng hàng. Đóng hàng nữa thì nó sẽ nặng hơn đấy các bác ạ. Có một cái lô này hàng rẻ em lên cho các bác luôn. Đây để em quay từng chiếc một để các bác xem nó dễ hơn nha. Đấy, bây giờ em sẽ cân thì em vừa cân được. Đấy, một cục trên bàn này nữa. Bây giờ em quay từng cái một cho các bác xem. 23 cục đây này. Em cân mà bây giờ em còn không bê lên. Còn không cả bê lên được. Bây giờ quay từng cái một cho các bác xem nhá. Đấy, hàng vừa vừa bác nào mà. Lấy cả lô này thì có 580 thôi. Cả ship mã số 117. 117 nha. Nặng quá không bê được các bác ạ. Căn bản là cái thùng nó to á. Nó mà gọn gọn thì mình cũng bê tốt đấy. Đâu. Nào bây giờ mình sẽ đếm từng cái một cho các bác nhá. Đây. Đây, cho máy lên. Quay cho các bác xem nó. Ok, nó cận cảnh hơn nha. 580.000 cho 23 cục. À, nặng 23 cân cái thùng này các bác nhá. Mã số 117. Bây giờ em bắt đầu đếm này. 1 này. Cái này có sầm đỏ. 1 này. 2 này các bác này. 2 nhá. 3 nhá. Đếm nhanh nhanh một tí cho nó để qua cái mã khác. 3 4 5 5 6 7 8 8 cục rồi này. 9 cục. Tiếp này. 9 10 này. Hàng này về các bác ép cây tốt nhá. 11. Hàng này nó là hàng bé. 11 nó lên tiếp, lên cả thùng luôn. 11. Đẹp không này các bác này. 11 12 13 14. Còn hàng đẹp thôi 15 bé bé. 16 17 18 nha. 18 cục. 19
con này xùi xùi này, 20, 21, 22 và 23 các bác nhé. 23 cục này ở trong một thùng này luôn, em đóng nguyên thùng đi cho các bác, 580 cả ship. Em lên cái hàng bộ phôi cho các bác nhá, hàng combo ạ. Em vào cái mã số ở đây là 121121. 121 thì sẽ gồm có tất cả là 5 cây và giá là 340.000. 340.000 5 cây nhà mình ơi. Đây ạ, nhà mình nhìn cái da lũa giúp em nhá. Đó, nhà nhìn da lũa giúp em này. Hàng da lũa rất là đẹp. Dài, con này là con dài rồi, tầm khoảng khoảng 60 à tầm 80 phân đấy, xin lỗi, tầm 80 phân. Một con này. Cây thứ hai này các bác này. Đấy, hàng này thì nó là hàng em chọn qua rồi, cái này thì các bác có thể về ghép lan được luôn, rửa sạch sẽ cho nhà mình rồi nhá. Đây cây thứ hai này. Đấy các bác xem mã, và yên tâm là khi mà chốt đơn ấy thì sẽ là đúng mã, đúng sản phẩm ở trên bài như này các bác nhá. Đấy. Tiếp là cây số 3 này. Cái này các bác dựng lên như này cũng được này. Đây một cái chọc con này. Cây số 3 này. Bộ này cây nào cũng đẹp các bác ạ. Cây số 3 này. Cây số 4 này. Và cây số 5 này. Các bác nhìn cái lũa của nó này. Đấy, thực ra là em cũng chọn rất là nhiều, vì là những cái lô hàng về không phải cái lô nào nó có những con đẹp, thì hầu như là những cái bộ này em sẽ chọn cho các bác, ra riêng nó đều nhau các bác ạ. Đấy, thành một cái chậu này các bác nhìn không, nó thành một cái chậu như này này. Đó, lũa trong rất là đẹp, treo cũng được. Đây các bác treo lên như này, trong này các bác trồng đơn giản thôi thì các bác trồng luôn cái này nhá. Đó, cây này là cây thứ 5 rồi. Đấy, bộ 5 cây này. Tiếp này, tiếp sang cái bộ này là 3 cây thôi, bộ này 3 cây, mã số 120, mã số 120, giá bán 310.000 đồng cho 3 cây. Đây cả nhà nhìn này, cái cây đầu tiên này rất là đẹp luôn này các bác nhìn này. Trông như là nó có những cái dạng kiểu dạng như là san hô các bác. Các bác nhìn thấy lũa không ạ? Đấy, em đặt nằm ngang này. Cây này chính là đặt ngang cũng rất là đẹp, rất là xinh luôn. Cái này thì các bác nói thật với các bác, một cái mã như này các bác ghép thành một cái trụ gắn đai châu tết rồi các bác ạ. Đó, thành một cái trụ gắn đai châu tết luôn rồi, đẹp luôn rồi. Một này. Tiếp cây thứ hai này các bác này, cây thứ ba này, bộ này đẹp đều nhau luôn các bác nhé. Các bác đấy, thích thì chốt luôn cái mã này được này. Bởi vì là ba cái đều rất là ưu tú ạ, ở trong cái bộ này luôn, ba cái đều đẹp. Lũa. Đấy, lũa xoay cho các bác nhìn như này. Cái lũa nó như thế này cơ mà, các bác nhìn này. Hàng đẹp luôn rồi nhá, ba cái này. Lên bộ tiếp theo. Bộ này mã số 119. 119 sẽ gồm có 5 cái. Bộ này thì rẻ này các bác này, 5 cây to mà có 310.000 thôi nhá. 310.000 là cả bao ship rồi. Nhà mình chỉ được chốt và cái giá này về đến nhà mình luôn. Đấy, về đến nhà mình rồi nhá, nhưng các bác yên tâm này. Nhưng con này các bác có thể cắt làm đôi đấy. Nhà mình có thể cắt làm đôi để mình sử dụng được hai đầu luôn. Đấy, thành những cái hàng nhỏ đấy thì cũng được các bác nhá. Đấy, hai cây đầu tiên này. Hàng này thì dài cỡ tầm 70 phân. Tiếp này. Đấy, con này thì dáng treo đi. Treo cũng được, đặt vào một cái trụ cũng được, nó cũng thành dáng non bộ đấy. Hoặc là đặt vào trong cái chậu ang các bác nhá, rất là đẹp. Gỗ sậm nhá. Một cái lô này lên sẽ là gỗ sậm này. À, có một cái mã gỗ kháo nữa. Đây 119 con, 3 con rồi, hai con này nữa là 5 con nhá. 5 cây tất cả các bác nhá. 5 cây. Các bác cần cái hàng này mà bán theo cân nhá, hàng cân thì các bác nhắn em để em tư vấn giá nhá. Nhắn vào Zalo em đi. Cái số điện thoại em chạy dưới màn hình nhá, các bác có thể để ý cái số điện thoại em chạy dưới màn hình nhá. Bên em bao ship toàn bộ các sản phẩm trên 300.000. Thế nên con tiếp theo mã số 118. 118 là 299.000 ba cái. Cái đầu tiên là gỗ nghiến, lũa nghiến nha các bác ơi. Cái này nó chính xác là lũa nghiến ạ. Có mỗi một con này gỗ nghiến thôi, và dạng lũa. Bình thường thì cái hàng nghiến này nó rất là dày nên em cũng không cho lên, nó thật là nó rất là dày và nặng. Đây, tiếp đây. Con này là gỗ kháo. Gỗ kháo ạ. Để được tương đối nhiều dáng. Tiếp một cây nữa này. Thế những cái hàng này nó rỗng như thế này thì nhà mình đặt bể cá rất là đẹp đấy. Vào nước nó màu óng ánh luôn. Đặt bể cá được, ghép lại được, rửa ra nó thành cái chậu cũng rất là hay. Còn các bác treo đều được đấy. Được cái là cái lũa nó sâu mà nó chắc gỗ. Đó. 118, 299.000. Em vào cái mã hàng chất liệu gỗ găng bầu, sẽ có vài con găng bầu các bác nhé. Đây, em lên mã số 115 này các bác ơi. 115 ạ, em quay cho nhà mình xem nhé, 115. Chất liệu gỗ găng bầu các bác nhìn hàng vân cho em này, hàng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, hàng nhà em làm đẹp như cái giỏ luôn, các bác nhìn xem. Như là một cái giỏ rất là đẹp. Con này 115 giá 660.000. 660.000 đồng con này các bác nhé. Lòng cực kỳ sâu, vì thực ra là cái hàng này thì em để nhà em ghép lan rồi. Đấy, nên là các bác yên tâm nhé. Cái này thì nhà em chuyên ghép lan. Em làm cho ông xã nhà em cái lô hàng để ghép hàng này, những cái hàng ghép lan này rất là nhiều. Mà ông ấy rất là kỹ tính luôn. Nếu mà em làm không sâu thì không bao giờ trồng được lan các bác ạ. Nên nhà em đã làm để trồng lan nên các bác yên tâm nhé. Lên con tiếp theo là mã số 116. 116 ạ. 116 nhé các bác ơi.
giá bán là 680.000. 680.000 đồng. Đây này em quay cho các bác xem này. Nó có cái tay, cái phần tay rất là cong luôn này. Đó, nó có cái phần tay rất là cong điệu luôn. Các bác nhìn được không ạ? Đây này, em soi cho các bác xem cái vân này. Các bác nhìn cái vân nhá. Đẹp luôn đấy ạ. Đó. Lòng chậu sâu. Con này tay cảnh rất là đẹp. Lòng chậu sâu các bác nhé, để dáng nào cũng được luôn đấy. Các bác chơi hai bên đều được luôn ạ. Chất liệu gỗ găng bầu. Này các bác nhìn cái vân này. Các bác nhìn thấy không vân ạ? Cái hàng găng bầu này các bác coi. Như này cho các bác này, hàng làm kỹ á. Các bác lưu ý giúp em là cái hàng này là hàng làm kỹ. Ở đây là mã số 165. Em đang bán với giá là 560.000. 560.000 cho một chiếc như thế này các bác nhé. Các bác nhìn xa giúp em đi ạ. Lòng chậu rất là sâu ạ. Em thiết kế lòng sâu. Bởi vì sao? Bởi vì để cho các bác trồng nó sẽ được đẫy đà hơn, sẽ được nhiều diện tích hơn. 560.000 là đã về đến nhà mình rồi. Một con chậu tay treo rất là đẹp luôn các bác ạ. Yên tâm là cái lô hàng này em ra là con nào cũng nói chung là nó tương đương nhau rất là nhiều luôn, không bị xấu. Ở lát nữa thì em sẽ lên một cái lô nó rẻ hơn một chút. Là sẽ có nha các bác nhé. Bây giờ là một cái con này là siêu to luôn các bác này, cái lòng siêu to luôn. Các bác có thể đặt đứng như thế này được. Đấy thì là nó sẽ trở thành một cái chậu bệt được cho các bác nhé. Mã số 178, mã số 178. Em lên giá là 790.000 con này nhá. 790.000 em quay cho cả nhà mình xem trước này. Đây ạ, đặt đúng nó lên nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ như thế này này. Các bác nhìn xung quanh giúp em này. Quay rất là chậm và kỹ để các bác xem được nó kỹ hơn nhá. Và cái đây là cái lòng chậu này. Lòng chậu siêu to luôn ạ, hàng treo. Còn đây cái mặt lưng này các bác nhìn là đã biết là cái gỗ nó rất là rắn. Cái hàng này các bác yên tâm nhá, đánh viền coi như là kể cả những cái mà đánh viền này rồi là từ cái làm lòng chậu này nhá. Nhà em làm rất là kỹ. Yên tâm, mã này là một mã đẹp. Mà với cái giá hôm đầu tiên này thì sẽ là cái giá mức giá hợp lý nhất cho các bác nhé. Liên tiếp một con nữa này. Con này treo này các bác nhìn thấy không? Cái lòng chậu nó tròn vo như này luôn này. Cái lô này rất là ưng luôn nhà mình ạ. Mã số 175 tiếp theo. Mã số 175 là cái con em đang cầm trên tay này, giá là 680.000. Bao ship về tận nơi ạ. Nhà mình nhìn cái lòng chậu giúp em nhá. Đó, em sẽ quay cái lòng chậu để các bác nhìn và cũng đưa đi đưa lại như này để các bác nhìn nó được kỹ hơn các cái góc khuất. Đấy. Còn cái bên cạnh này. Đấy, xoay cho các bác xem cái bên cạnh này. Gỗ rất là rắn và chắc mà nó lì ấy. Cái gỗ nó lì luôn ấy ạ. Hàng này thì em có cả hàng gỗ sầm đỏ nữa, lát nữa em sẽ lên cả gỗ sẫm nữa. Một con này nữa là gỗ kháo, cũng là gỗ kháo. Cái lô đầu tiên này toàn gỗ kháo thôi, con này rất là xinh luôn các bác nhìn lòng chậu này. Xinh lắm ạ, mã số 171 171 giá em đang bán là 490.000 ạ. 490.000 đã bao gồm ship cước. Đấy, các bác nhìn nhá. Đây, bê lên đàng hoàng thì nó như một cái cánh buồm luôn ạ. Đó. Xoay cho các bác nhìn để nó kỹ hơn ý. Nhà mình xem nó kỹ thì mình mua nó dễ. Tiếp nào. Tiếp đến là con này dáng cũng đẹp này, nhà mình nhìn dáng trước nhá. Đây, nhìn một mặt bên này trước đã thấy đẹp rồi đúng không ạ? Con này là mã số 176, 176 660.000. Đấy là cả ship rồi đấy, cả công cán làm luôn đấy, các bác nhìn này, nó được một cái mặt này nữa này. Đó. Treo xung quanh tròn vo như này luôn các bác nhé. Đấy, em đánh cho các bác xem như thế này này. Và cái lòng ở đây giữa này. Thoát nước rất là dễ, nhà mình không lo là bị bí đâu. Bởi vì là em làm cái hàng này nhà em trồng là em biết. Yên tâm là hàng phải rất là ok cho các bác. Tiếp đến con này. Con này mã số 177 giá 590. Chậu tròn vo luôn, cái lòng chậu các bác nhìn em tròn mà rất là sâu nhá. Yên tâm là sâu nhá, sâu lòng bình thường nhá. Những cái hàng sâu như này thì nhà mình ghép nó dễ mà nó tròn tròn xinh xinh như này nhá. Đó. Mã số 177 590 các bác nhá, đã bao ship rồi đấy. Cả tiền công cán rồi, bao ship và gói đóng gói về nhà mình luôn. Các bác chỉ việc nhận tại nhà thôi. Đợi em xem có con nào nữa, em lên một hai con nữa nhá. Đây có con này dạng là lũa nhiều này. Mà nó lại nhẹ. Đây, giống như cái thuyền luôn. Mã số 170 giá 590. Mã số 170 giá 590.000. Bao ship ạ, nhà mình nhìn cái lòng thuyền này. Đấy, sâu nhá các bác, các bác nhìn thấy tôi như rất là sâu nhá. Bởi vì con này ở trong nó không vết lòng mà nó là cái combo số 27. Mã số 27. Mã số 27 này là combo hàng ngắn nhá. Giá bán là 310.000 6 cây ạ. Đâu đâu mang lên cho đeo vào luôn. Quên nhau. Em lên cái hàng combo này xong rồi sẽ lên hàng to nữa. Đây chỉnh máy ra một chút. Mã 27 sẽ gồm có 6 cây và giá là 310.000. 310.000 6 cây ạ. Hàng này là hàng nhỏ bỏ chậu nha các bác nhé. Đó, em lên cây đầu tiên này. Cây tiếp theo này. Đây, hàng cây tiếp theo đây. Cái này thì các bác có thể bỏ vào những cái chậu lớn hơn một chút cũng được. Nhà em có cắt chân rồi, có một số cây thì em chưa cắt. Đấy. Cái thứ ba đây. Hàng này là hàng nhỡ nhỡ tầm khoảng 35-40 phân. Tiếp cái thứ tư này. Cái thứ tư. Cái thứ năm ạ. Đây là cây số 5 này. Và cây số 6 nhá.
6 cây. Tiếp đến là mã số 26. Mã số 26 300.000, 3 cây. Anh chuyển, anh đi vòng chuyển sang bên này. Cho nó đi nó đỡ về vòng. Mã số 26 tiếp theo, mã này thì tương đối là dài một chút nhá. Đấy, mã này thì nó có cái dáng trụ luôn này các bác này, nó có cái dáng trụ như này này. Có cái chạc chạc như này các bác về dựng ghép một cây nhỏ là cũng là được, hoặc các bác treo đều được các bác nhá. Một cây đầu tiên này, hàng này tầm khoảng độ 6 70 phân. Như con dài em đang cầm đây thì nó phải vào tầm khoảng 1 mét rồi. Đấy 95 phân tầm đấy. Cái này là gỗ sầm đỏ nhá. Cái da lũa rất là đẹp, hàng mới ạ. Mã số 26. Tiếp của mã số 26 có 3 cây này. Mã số 26 3 cây này các bác nhìn này. Các bác nhìn cái lũa của nó này, cái da lũa của nó rất là mịn nhá. Vào cái mã số tiếp theo đi ạ, mã số 184. Các bác lưu ý cái mã số giúp em, bởi vì là hôm qua em đánh số thì là em đánh bị sai số, thì là một cái số đầu 2, một cái số đầu hơn 100 cơ, nên các bác để ý giúp em. Đương nhiên là đọc số thì vẫn chuẩn thôi. Lên mã số 184, 184 giá bán là 300.000. 300.000 cho 4 cây ạ, 300.000 4 cây nhá. Cái này hàng này thì nó rơi vào tầm khoảng độ 35 phân 40 phân. Tiếp này. Vẫn là 184 này. 184 này. Giỏ này 184 này, cái này thì nó có treo được luôn này các bác này. 184. Cây cuối cùng của 184 đây. Cái này nó có cái hỗn ở trong như này thì nhà mình có thể treo dựng như này. Ghép. Rất là hợp lý, dài cỡ tầm khoảng 80 phân, 70. Tầm đấy. Lên tiếp con mã số 185. 185 giá bán là 350.000. 350.000 4 cây. 350.000 4 cây ạ. Em lên chiếc đầu tiên, chiếc này nó cũng có cái dáng rất là xinh ạ, dáng sẵn luôn rồi này. Thì nhà mình đặt nằm ngang, ghép ngang cũng được, hoặc ghép dọc cũng được nhá. Nó có cái dáng tay treo. Tiếp này. Bạn này cũng như vậy nhá, cũng có dáng tay treo luôn này. Cái này thì nếu mà các bác ghép vào chậu to cũng được, các bác ghép trâu ở đây này thì nó cũng được phân bố rất là hợp lý. Con này 185 này. Tiếp 185 này. Hai cái của 185 nữa này. Đấy. Các bác lưu ý cái em đọc mã số này, sau đó là có giá tiền và số chiếc. Đấy là mình cứ lưu ở như thế là được. Hàng thì đi chuẩn nhá các bác nhá, yên tâm. Bây giờ thì là một bộ 2 cây thôi, bộ này to nên em để 2 cây thôi. Mã số 187. 187 giá bán là 310.000 hai cái. 310.000 hai cái thì cái này các bác có thể làm dáng trụ được. Một là các bác đặt như thế này giúp em ạ, là thành một cái trụ này. Đây, thành một cái trụ như này. Không chưa được đâu em ơi, con đấy chị đã lên đâu. Đây. Đây. Một chiếc này nữa. Đây một chiếc này này, một chiếc đầu tiên này, cái này dày nhá. Hàng dày này. Chiếc thứ hai đây. Đây các bác nhìn này. Đó, chiếc thứ hai đây. Dài như này các bác nhé. Giá em đọc ở đây là giá bao ship, nhà mình yên tâm. Lên tiếp mã số 186. 186. Mã số tiếp theo 186 giá 350.000 7 cây ạ. 350.000 7 cây, đem lên con đầu tiên này. Dài cỡ tầm 40-45 phân, hàng này tròn này. Các bác treo tốt rồi, để vào chậu cũng ok. Đấy, hàng này thì để vào chậu đẹp rồi nhá các bác nhé. 2 này, 3 này. Chiếc thứ 3 này xoắn cong đẹp này. 3 này. 4 này. Cỡ đấy đã, 5 này. 5 này các bác này. Treo tốt rồi, 6 này. Đấy, có dáng ba chạc này. Đặt vào một cái chậu rất là xinh này. 7 nhá, 7 con tất cả nhá các bác nhá. Anh cho em cái con này lên, coi con một mình nó này này. Mã đi một cái thôi. Lên thêm mã số 127. 127. Anh cầm cho em lên luôn đi. 127, giá bán là 200.000. 200.000 con này các bác nhá. Dài to dài này. Cái hàng này thì nó là hàng hơi nặng một chút và hàng có tay cành như này. Thì các bác giúp em dọn chọn giúp em một đơn hàng nữa, cho cái đơn nó đủ tầm 300 trở lên thì em bao ship mới được các bác ạ. 200.000 thì bao ship là hơi khó một chút, bởi vì em còn đóng hàng ấy. Nên các bác vui lòng chọn giúp em một mã nữa. Cái đơn này em vừa mới đo thì nó rơi vào chắc tầm khoảng cỡ tầm 95 phân 1 mét đấy. Nên thêm một con to này nữa này. Các bác nói chung là em để nó bị ngang màn hình, nên các bác hình dung em một chút. Đây là một mặt lưng này. Và đây là một mặt chính này. Theo em thì đây là một cái mặt chính này. Đấy, cái này là một cái dáng trụ hình có hai cái chạc hình chữ Y này các bác này. Để nhà mình dễ hình dung nhá. Con này 126 giá bán là 350.000 một con này. 350.000 một con này bao ship cho nhà mình. Đây em cầm xa cho nhà mình nhìn nhá. Đấy cái dáng nó như thế này. Để về nhà mình ghép cây. Hàng to nhá. Hàng này tầm cỡ khoảng cỡ tầm 1 mét cho đến 1 mét 1.
Con này tầm 1m1, 1m2 nữa này. Lên thêm một con 1m1, 1m2 nữa này. 450.000 mã số 125. 125 450 ạ. Nhà mình nhìn giúp em. Gồm có 3 cái chạc này các bác nhá, liền nhau. Cái này là hàng liền khối nên nó có 3 cái chạc liền nhau luôn. Đây em xoay nằm ngang trước xem sẽ bê ra cho các bác nhìn nó cụ thể hơn. Đấy, đây một con này nữa này. Để em cầm lên nhá, bê cho các bác nhá, hơi nặng một chút. Đó các bác nhìn nhá, 3 cái chạc như này nhá. Nhà mình ghép cây tốt rồi, những cái hàng này ghép cây rất là tốt, giá thì hợp lý cho nhà mình. Da lúa rất là đẹp nhá. Các bác nhắn tin Zalo cho em để em biết chính xác là các bác lấy cái mã nào nhá. Con này là chất liệu gỗ nghiến dạng lũa nghiến đấy ạ. Nói chung là rất ít hàng này, anh cho nằm ngang em xem nào. Đẹp lắm con này, cái nghiến nhưng mà nó lại là dạng lũa cơ. Đấy. Đẹp, đây là một cái mặt dáng nằm ngang ấy nhá. Anh cho đứng lại như cũ đi, đứng lên lại em xem nào. Con này mỏng manh nhưng mà lại hơi nặng một chút. Bạn nào gỗ nghiến này thì em lên cái mức giá cho nhà mình sẽ là 1.1 triệu nhá. 1.1 triệu em bao ship cái mã này nhá. Đặt nằm ngang đẹp hơn, con này nằm ngang đẹp hơn. Được rồi, anh xuống đi, lên mã khác à. Cái hàng to này nếu mà lên mã thì nó nhiều mã quá, không lên hết được. Đấy, lên con này là gỗ găng bầu này, con này găng bầu đặc luôn đấy. Xem là bao nhiêu cân nào. 10, con này 13 cân. Tay cành chạc này, găng bầu đặc luôn nhá. Anh cứ xoay đi xoay chậm là được cho các bác anh ngắm dáng là được. Con găng bầu này thì em giao lưu với cả nhà mình thì cái mã này giá 450.000 nhá. 450.000 con này cả ship cước nhá. Đấy, về đến nhà mình đấy. Các bác cứ đọc giá tiền, gọi điện đọc giá tiền, em vào Zalo em check luôn. Ok, chuyển đi anh. Anh để gọn vào trong của em với, không là nó bừa hết ra đấy. Không để đi được đâu, tí nữa phải lôi vào đấy. Con này cũng găng bầu luôn này. Gỗ rất là đặc và nặng luôn. Con này là vào 15 cân. Anh ngửa ra em xem cái đầu vỗ cho nó có đặc không. Đấy, đặc gỗ luôn nhá. Rồi, anh cho nằm ngang xem nào. Con này nằm ngang có vẻ đẹp hơn. Đấy. Xoay cho em ấy. Đấy, xoay ngang luôn như thế đi. Đấy. Nó có những cái rãnh rất là hay luôn. Các nào mà mình chơi cảnh cũng được, dựng lên thì chơi cảnh. Còn nếu mà nằm ngang trồng sen đá ghép xuống xoay lại như cũ đi anh ơi, thì cũng vẫn được. Nhưng anh cứ xoay đi lại xoay lại, không cần phải hỏi nhiều. Thế thì nó dễ. Đấy, một lúc nó lại xoay. Rồi cho đứng lên lại em xem nào. Thì các bác ấy nhìn nó khách quan hơn. Xoay một vòng cho em với. Đấy, bạn găng bầu này 15 cân. Con này thì găng bầu thì là quá là xịn rồi các bác ạ. Con này thì em giao lưu với cả nhà mình cái mức giá sẽ là 580.000 con này nhá, 580.000 cả ship. Rồi. Lên cụ kháo đi, xong lại lên con này sau. Em lên tiếp cụ kháo này, em bày một chút cái hàng này ra đây để quay cho các bác xem đấy. Con này anh đặt lên cân, sau đó nó đặt xuống đất cho nó dễ. Xem tầm bao nhiêu cân, phát biết ngay. Rồi, 25 cân. Cho xuống đất đi. Xoay nào. 25 cân con này. Xoay nữa đi ngay. Rồi để nguyên lại cái mặt đấy nha. Cái gỗ này là nó vẫn hơi bụi đấy nha các bác nhá. Bởi vì hàng trong kho ra em cứ nhấc ra thôi. Bởi vì cái hàng nhỏ thì em mới hay rửa kỹ càng. Nhưng mà hàng to này lắm lúc là không kịp rửa. Cứ lên luôn. Bởi vì hàng nó nhiều lắm. Con này, con gỗ kháo này 25 cân nhá. Em giao lưu với cả nhà mình giá là 750.000 nhá. 750.000. Thôi. Nào để tiếp ra những cái con khác nữa nhá. Đây vẫn lên cái con gỗ kháo cao cao này. Cho lên cân trước. Con này dáng đứng rồi, bác nào ghép cây luôn này là đứng thành đứng luôn này. Con này là vào 24 cân nhá. Ở trong đất, cho sang bên này luôn đi anh. Mình đặt sang bên đấy nó lúc mình kéo rất là mệt. Thôi, anh xoay cho em một vòng nào. Đấy, nó có cái dáng thân cây luôn này này các bác này. 25 cân. Bẩn nhá, con này nó vẫn còn bẩn bụi luôn đấy. Thôi nếu mà bác nào lấy thì em rửa lại nhá. Hàng thì đã rửa sạch đất một lần rồi nhưng mà để kho thì bao giờ nó cũng vẫn bẩn một chút. Rồi để nguyên lại cho em. Đây cái dáng mà nghĩa là cái dáng mà em cảm thấy đẹp đi nhá các bác nhá. Đấy các bác ngắm dáng này một lúc này. Con này em giao lưu với cả nhà mình cũng 770.000 nhá, 770 cả ship. Cố kháo. Ok. Nói chung là cái hàng mà em lên như thế này nó không có mã này, các bác cứ chụp cho em nó là chuẩn nhất. Thì chụp được thì nó chính xác. Con găng bầu đi anh ơi. Khi mà mình chụp được thì chắc chắn nó là nó. Đấy. 12 11 cân. Dựng lên đi anh ơi. Dựng đầu kia xuống, kia mới là đầu, kia trên mới là đầu, quay xuống. Con này găng bầu. Găng bầu nó thuộc dạng hiền huyền thoại rồi các bác nhá, nên là yên tâm ghép lan cái con này thì không bao giờ phải suy nghĩ. Cụ này thì em giao lưu với cả nhà mình giá sẽ là 470.000 nhá. 470.000 cả ship. Rồi dừng lại đi anh ơi. Đây cái dáng mà em thấy là ổn nhất thì nó là cái dáng này cũng được các bác ạ. Găng bầu dày và đặc nhá, hàng này dày đặc đục tốt các bác ạ. Rồi qua má đi. Qua sang cái con đây cũng còn găng bầu nữa này.
Hàng bé thì còn chịu khó lên mã, viết mã rõ ràng được. Nhưng mà cái hàng này nhiều lúc nó nhiều quá. Quay này cho nó nhanh. Con này là 12 cân này. Dựng lên này. Cho anh trong đất thì cho nó dễ nhìn, nó hơi cao ấy. Nó cao hơn so với những con khác. Đấy, bác nào mà ghép dề các bác nhá. Cái này các bác rất hay ghép cái dạng như tam bảo sắc các thứ. Mà cái dề to ấy, đẹp. Rồi dừng lại nghe người. Quay lại như cũ cho em. Rồi. Đấy, cái hàng này ghép dề thì cực đẹp luôn. Cái cao đâu đấy vào khoảng cỡ tầm 1m2. Một cái dề treo rồi ghép một cái dề rất to luôn nhá, mà gỗ cực kỳ bền. Bạn này em cũng giao lưu với cả nhà mình cái giá là 460. Con này em ship nhá, 460.000 bao ship rồi. Ngốc con kháo cái đi. Em lên một con kháo nữa thôi, xong rồi em sẽ chuyển sang cái hàng bé nữa. Thì nhiều hàng lắm. Con này kháo tay nhiều này, ghép trâu tốt này. Treo cũng được, vì con này kháo lỗ nhá, cái lỗ nó nhiều ấy thì nó sẽ rỗng, nó rỗng thì nó sẽ nhẹ. Xem con này bao nhiêu cân nào. Con này 23 cân cũng thế, nào đặt xuống đi anh. Quá đẹp. Con này em giao lưu với cả nhà mình, hàng chưa làm, đây là hàng phôi hết nhá. Cái đoạn này em làm hàng phôi hết này, xoay cho em một vòng đi ạ. Giá bao ship cho nhà mình sẽ là 980.000 nhá. 980.000 con này nhá. Hàng cồng cành, hàng to. Nói chung là các bác đừng bì với hàng bé của em mà nó khó. Khả năng là anh cho nó nằm xuống, anh cho nó nằm xuống cho em để nhìn dáng nữa. Đấy. Quay ra đây. Đấy bên này mà, lật lại mà. Đúng rồi. Đấy. Con này dáng đứng chuẩn như này cho em cũng đẹp này, mà các bác ghép trâu ở đây ổn nhá. Bố cục rất là dễ nhìn, mà 980.000 cho nhà mình nhá. Chụp ảnh gửi hết Zalo cho em đi thì là em sẽ chốt đơn nó chính xác cho nhà mình nhá. Em sẽ lên hàng, cái bộ hàng nhỏ các bác nhá. Bây giờ thì sẽ là đến cái loại hàng bộ này. À, anh cho em cái con trậu cái lên trước. Em có một con trậu này em tiện em lên luôn cho các bác.